Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục chém gió nhiếp ảnh của Alpha Crew. Như các bạn cũng thấy thì video ngày hôm nay sẽ không có nói về kỹ năng nhiếp ảnh mà mình sẽ nói về một vấn đề khác mà mình cảm thấy nó cũng rất quan trọng và rất nên chia sẻ giữa mình với các bạn. Và video này sẽ dành cho những cái bạn và những cái vấn đề đó. Đó là những bạn muốn chụp hình hot girl. Như các bạn cũng biết thì không biết các bạn có biết không, thời gian gần đây thì mình nhận được rất nhiều comment cũng như là ý kiến nói là người mẫu xấu quá cho nên xem video nó không có được hấp dẫn, hoặc là chụp mẫu xấu quá tím mẫu đẹp đi thì mới xem video. Mình cũng nhân đây mình cũng sẽ nói cho các bạn biết thêm lại một lần nữa, cái mục đích của cái channel của mình là chia sẻ kỹ năng chụp ảnh của mình với các bạn, chứ mình không có hot girl chân dài hay là vú bự đít bự hay là cái gì cho các bạn coi hết. Những cái đó thì nó có tràn gian đại hải, các bạn có thể ra mà xem. Và nếu các bạn không biết thì mình có thể cho các bạn một vài gợi ý rất là dễ thôi, giống như là ghiền mì gõ của Việt Nam đó, mới channel mới ra luôn, toàn hot girl chân dài vú bự đẹp hết, qua đó mà coi. Còn các bạn muốn học chụp ảnh thì không phải học nữa mà là chia sẻ những cái kinh nghiệm chụp ảnh với nhau, thì các bạn hãy coi cái channel của mình không bắt ép ai phải coi hết. Như và dành cho những cái bạn mà đã comment những cái đó thì các bạn, mình không có trách gì các bạn hết, các bạn thấy xấu các bạn có quyền chê, nhưng cái vấn đề ở đây là không phải là mình làm cái video này để cục xúc giống như là chửi nhau với các bạn hay là cái gì hết. Mình không có quan trọng cái việc xấu hay đẹp đó đâu, tại vì mình làm video hay là mình chụp ảnh, mình lúc mà mình học nhiếp ảnh á cũng là để chụp cho người trong gia đình của mình thôi. Vậy nếu các bạn chụp ảnh thật là đẹp mà các bạn không có người mẫu đẹp là có nghĩa các bạn là không bao giờ có được ảnh đẹp hết hả? Nếu mà các bạn cứ suy nghĩ như vậy á thì các bạn nên bán cái máy chụp hình đi, chứ đừng bao giờ để hết. Tại vì mình chắc chắn với các bạn luôn, một trong những người quen của các bạn hoặc là người trong gia đình của các bạn sẽ không được đẹp như những hot girl đâu. Nếu các bạn cứ tìm và chụp hình những cái hot girl như vậy á thì máy ảnh của các bạn từ từ nó cũng sẽ đóng màng nhện rồi nó hư đi mà thôi. Còn cái vấn đề quan trọng là khi khi mà mình nói với các bạn ở trong những cái video đó là mình muốn truyền đạt cho các bạn cái thông tin, cái kỹ năng chụp ảnh làm sao để các bạn có thể chụp những người thân quen của các bạn, ba mình, mẹ mình, anh chị em mình, người yêu mình, bạn bè mình. Họ không cần đẹp, nhưng mà các bạn phải, cái nhiệm vụ của cái người nhiếp ảnh cũng giống như là một người nghệ sĩ, họa sĩ đang cầm cái cọ vẽ vậy đó. Các bạn phải vẽ một tờ giấy trắng làm sao cho nó đạt cái ý mà các bạn muốn diễn tả trong cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Thì cái người nhiếp ảnh cũng vậy, khi mà các bạn cầm cái máy ảnh, các bạn phải tìm ra được cái góc nào để cho một người mẫu xấu như cục cức mà lên nó đẹp thiệt là đẹp. Mình cũng chưa làm được chuyện đó đâu, mình cũng đang học tập dần dần để cải thiện bản thân và từ từ làm cái chuyện đó thôi. Còn cái về cái vấn đề mà truyền đạt thông tin á, các bạn phải biết mình nên chú ý vào những cái thông tin nào cần thiết. Mình có một cái ví dụ như vậy nha. Hồi trước mình đi học một cái lớp xã hội học ở bên Mỹ, nó gọi là sociology. Thì cái ông giáo sư ở một lớp, ông kể một cái chuyện là cái thằng này nó phát minh ra một cái tàu phi thuyền, cái tàu không gian, và nó đi lên máy bay. Mà lúc mà nó đi á, nó mang đôi dép lào có 14 dollar, là 14 đồng tính ra Việt Nam mình á. Thì nguyên cái lớp nó phá lên nó cười. Mà tại vì các bạn biết tại sao nó cười không? Tại vì nó chỉ để ý tới cái đôi dép mà cái thằng này nó mang thôi. Còn cái phát là còn về cái vấn đề mà thằng này nó phát minh ra được nguyên một cái phi thuyền để nó đi lên mặt trăng thì chả có ai quan tâm hết. Đó, cũng giống như giới trẻ của cái Việt Nam mình bây giờ, nó chỉ pay attention to mấy cái detail nhỏ nhỏ thôi. Nó bật một cái video lên, nó chỉ coi vú nhỏ này bự không, đít nhỏ này bự không, chân nhỏ này có dài không, đẹp không. Còn những cái vấn đề nhỏ 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 mà nó rất là quan trọng cho cuộc sống các bạn thì các bạn lại không quan tâm. Như mình đã nói ngay từ đầu, đây không phải là một video mà mình làm để mà mình đả kích hay là muốn nói gì với các bạn hết. Các bạn thấy xấu, các bạn có quyền chê. Các bạn không xem video của mình cũng được, cái đó là quyền của các bạn. Mình không làm để mà bắt buộc ai phải xem hết, mình chỉ làm để chia sẻ cái kỹ năng nhiếp ảnh cho các bạn. Và mục đích của mình cũng không phải là dạy các bạn nhiếp ảnh nữa, mình chỉ là muốn đem nhiếp ảnh gần tới cho các bạn thôi. Tại vì cái bộ môn nghệ thuật này mình chơi và mình thấy nó rất là vui, cho nên mình cũng chia sẻ. Còn các bạn muốn tìm hot girl chân dài hay là gì đó, như mình đã nói, các bạn có thể PM trực tiếp cho mình sẽ gửi ý cho các bạn những trang web. Mình là mình không có coi đâu, tại vì mình thấy nó quảng cáo rất là nhiều,
với lại mấy bạn trên Facebook cũng share rất là nhiều. Lâu lâu cũng vô coi cho đỡ buồn chứ. Nhưng mà mình coi đó mình cũng không comment. Thậm chí là mình vào những cái video, những cái bà xấu quắc luôn, hay là những cái anh nào mà xấu thiệt là xấu mà người ta có tài năng, mình xem cái đó, mình học hỏi cái đó, mình thấy có thêm nghị lực cho cuộc sống. Chứ lúc nào cũng tìm hot girl chân dài á, các bạn coi những cái đó riết nó không tốt cho các bạn đâu. Tại vì sao vậy? Tình yêu của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng đó. Ok, mình chia sẻ với các bạn một ít như vậy thôi. Như các bạn cũng thấy thì hôm nay mình bệnh, ở ngoài trời cũng mưa tầm tã luôn, mình không có thể nào ra ngoài để làm video cho các bạn được. Cáo lỗi với các bạn tuần này nha. Cũng có thể là 2-3 ngày nữa mình sẽ cố gắng làm video cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.